Anh em mà thích Stella 208 thì inbox anh em nhé. Này, con này hình thức khá đẹp, khoảng 96-97% nhé. Đây, con này nó là 5000XG này anh em. Giá về Việt Nam khoảng 8 triệu rưỡi này anh em. Này, giá về Việt Nam khoảng 8 triệu rưỡi này anh em. Ai thích thì inbox cho mình nhé.